có cảm giác được, có cảm giác này, y như hàng xịn luôn, cũng là phím cảm ứng cho các bác nhé, chứ không phải là phím vật lý nha. Nếu mà chào các bác nhé, 70 lớp và em đang có một chiếc 70 lớp, các bác có thể nhìn thấy nó đang bị nứt ở đây không? Và trong một lần vui vui đùa đùa, em làm rơi cái chìa khóa vào nứt và phím home không dùng được nữa luôn, không dùng được luôn, coi như là mất tác dụng, rất là đen. Và tất nhiên rồi, iPhone mà cái phím home nó có vân tay, không thể thay thế được. Em 70 lớp này là không thể thay thế phím home có vân tay khác được, phím home cảm ứng được đó, mà cái vấn đề rất là đen. Nhưng không sao, trên Shopee có bán cái phím home vật lý vào đấy nha. Em đã mua cái phím home vật lý vào đây này đó. Đây, em có mua phím home vật lý rồi, giá chỉ có hơn 100.000 trên Shopee thôi. Và em thay đây quá nha, mong anh chú ông xem. Ok, trên Shopee cái này có 110.000 thôi, có 110.000 thôi. Đó, phía hộp vật lý thôi nhé. Phía hộp vật lý cho iPhone 7 này, mà lớn này, 8 mà lớn này, iPhone 7 và iPhone 8. Đó, bây giờ em sẽ thay nhá. Thay đơn giản lắm. Thì bán hàng quảng cáo là chỉ cần lắp vào là dùng thôi. Đấy, nó sẽ không còn vân tay nữa, nhưng mà nó sẽ ấn được. Bởi vì là nhiều khi quen mà ấn không được này, rất là khó chịu. Đấy, và nó nguồn lên và dùng cái này, rất là khó chịu. Bây giờ em thay nhá, thay rất đơn giản thôi. Clip này em làm để hướng dẫn các bác thay luôn. Các bác nào mà chẳng may bị trường hợp như em thì cứ lên trên Shopee mà mua về mà thay thôi. Đấy, cần một cái vít này, mở ốc đi được ra. Đấy. Sau đó cài ở đây nhá. À, con bể lớn nó sẽ nằm ở khu vực này. Đó. Này các bác phải có một con dao lam. Con dao lam bởi vì này nó có răng trúng nước. Máy nào đã tháo rồi thì tháo rất dễ, còn chưa tháo là tháo khó nhá. Cho tay đây. Và cái này. Các bạn lưu ý nhé, em bắt thật khéo là cái iPhone 7 Plus nó sẽ không làm cao ở trên này như 6S hay 6S Plus đâu, mà nó nằm bên ngang đấy, thì là chúng ta sẽ lướt ngang như này nhé. À, sẽ lướt ngang như này này. Đó, có gì đâu. À, các màn hình đây này. Đó. Đây là bác nào mà cầm nhắc lên như 6S Plus nhắc cái này, đứt luôn các màn hình ấy. Đây, này. Đó. Sau đó dùng một cái vít ba cạnh đây này. Ba cạnh này. Đấy, tháo khu cái này. Cái này thì không phải viết bốn cạnh, bởi vì iPhone 7 lớp tất cả 7 lớp trở lên, 7 lần trở lên là nó sẽ dùng ba cạnh cho những cái ốc ở trên main. Chỉ có những cái linh kiện khác thôi. Đây này, những cái linh kiện này nữa. Thả phim hôn một cách à? Lại dùng cái ba cạnh tiếp. Bây giờ sẽ lắp phim hôm mới vào.
hơi khác, màu nó không được sậm sậm ngà ngà như là màu của màn hình, màu hơi khác này đó. Chứ không sao, dùng được, được. Ok, bây giờ lắp thử lên thử nhé. Em sẽ lắp vào bên thử xem nào. Đây dường như là cũng là phím cảm ứng thôi, không phải nút bấm bạch, không phải nút bấm như gọi là bấm vật lý ấy. Nó cũng giống như nút cảm ứng. Có cảm giác rồi, y như hàng xịn luôn. Cũng là phím cảm ứng thôi các bác nhé, chứ không phải là phím vật lý. Nếu mà lắp vào phím vật lý về như kiểu là iPhone 6 và lớp thì buồn cười lắm, iPhone 7 và lớp và lắp như 6 và lớp thì buồn cười lắm. Này các bác này nhìn thấy là nó sẽ không thể kích hoạt được Touch ID nữa, nhưng ấn được này đó, ấn mạnh vào AC này, ấn nút home này đó, ấn được nhá. Này và cảm giác nó giống thật luôn đó. Cũng phản hồi rung à, có vẻ như không được nhạy lắm. Đây đó, ok, ấn được, ấn được. Nếu mà ấn mạnh tay một tí thì nó sẽ vào Siri. Đó, ấn mạnh tay một tí sẽ vào Siri, ấn nhẹ thôi. Này, à được rồi. Ok. Rất đơn giản. Hơn 100.000. Giải quyết vấn đề bị hỏng phím home. Mỗi tội không dùng được vân tay thôi. Đó, Touch ID là sẽ không kích hoạt được. Đấy, không thể kích hoạt được. Đó. Ok nhá. Tắt máy đi và em sẽ lắp lại ốc. Đó. Lúc lắp lại thì các bác nhớ cẩn thận những cái socket này nha. Đó. Để lại đúng vị trí của những cái chặn của main. Có một cái lưu ý duy nhất, đó là con ốc dài. Ốc dài này. Đó, sẽ lắp vào trên này. Qua đây thôi. Còn lại những con ốc ngắn này lắp vào trên main. Đây là các bác nào mà hiện tại đang có 7 vào lớp mà hỏng phím home không dùng được nữa thì các bác có thể mua phím home vật lý này về tự thay. Các bác nào mà không tự tin thay thì có thể gửi cho em hoặc đem vào thợ thay cũng được, giá rất rẻ, chỉ có hơn 100.000 một cái thôi, cả công thợ và nữa thì chắc là tầm khoảng 50.000 nữa người ta sẽ thay hộ. Còn em làm miễn phí cho các bác, chỉ có điều các bác phải gửi thợ cho em thôi nhé. Bác nào mà muốn sửa gửi thợ cho em thì cứ comment vào video dưới, em sẽ cho địa chỉ và gửi cho em để em sẽ thay cho, xong em chuyển lại cho các bác. Tất nhiên là chi phí chuyển đi chuyển về các bác chịu nhé, em chỉ làm miễn phí cho các bác thôi. Đó, các bác thấy video này hay thì các bác chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Nhớ subscribe kênh YouTube của em sẽ mua rất nhiều hàng cho các bác xem luôn, rất là nhiều hàng thú vị luôn. Đó, các bác xem clip nha, chào và hẹn gặp lại.